Xin chào mọi người, lại là Moon đây. Welcome mọi người, come back to vlog của Moon nha. Lâu lắm rồi thì Moon mới làm một cái chiếc video chia sẻ như thế này. Thì topic ngày hôm nay Moon muốn chia sẻ với mọi người đó chính là những cái vấn đề liên quan tới cái việc là mình sang Úc làm việc, sang Úc sống và làm việc. Nghe có vẻ hoành tráng nhưng mà nó cũng không có gì hoành tráng lắm đâu mọi người. Mọi người có thể theo dõi những cái phần trong video này để hiểu thêm nhé. Ok, đầu tiên đó chính là Moon đi sang Úc với visa gì? Thì Moon sang Úc với visa Working Holiday, đó chính là visa 462. Thì visa này điều kiện cũng khá là dễ dàng đó mọi người. Đó chính là dành cho những cái bạn mà từ 31 tuổi trở xuống. Và bạn có bằng đại học nè, cao đẳng, bằng tiếng Anh, IELTS thì General khoảng 4.5, BTE thì đâu đó khoảng 50 hay 45 gì mình không biết, mình không nhớ rõ. Thì mọi người chỉ cần tìm hiểu cái visa Working Holiday 462 và mọi người xem điều kiện mình sẽ biết. Thì tổng chi phí làm cái visa này á, thì nếu mà tự làm đâu đó khoảng 20 triệu thôi. Thời hạn visa là sẽ được 1 năm. Thì khi mọi người có visa, mọi người sẽ có 1 năm để mọi người có thể là chuẩn bị nọ để sang Úc. Và sau khi mình sang Úc cái ngày đầu tiên thì mình bắt đầu kích hoạt visa, thì mình sẽ có 1 năm để mà ở lại. Thì sau đó là mình có thể làm những công việc để mà mình gia hạn thêm năm thứ hai và năm thứ ba, miễn là mình apply cái gia hạn đó từ 31 tuổi trở xuống. Thì hiện tại là Moon sang đây thì tháng 8 này là Moon 31 tuổi rồi. Moon chỉ còn có khoảng 3 tháng nữa là hết cái chỉ còn khoảng 3 tháng, 3 tháng rưỡi nữa là hết cái cơ hội để gia hạn. Nên hiện tại là Moon cũng đang làm việc để lấy pay slip để gia hạn. Hy vọng trộm vía là sẽ thành công. Mọi người hãy gửi năng lượng tích cực cho Moon nhé. Ok, thứ hai đó chính là vì sao Moon lại quyết định sang sang nước ngoài làm việc, đặc biệt là sang Úc. Moon sang Úc là tại vì cái điều kiện visa này nọ thì nó ok, chi phí làm ok, và đất nước Úc cũng là một cái đất nước mà xinh đẹp và văn hóa con người nó cũng khá là nice, cho nên mình muốn trải nghiệm ở đây. Thứ hai nữa là mình cũng có người thân ở bên này và bạn bè ở bên này, thì có gì qua một đất nước xa lạ khi mà đến những cái ngày đầu tiên có người support thì khá là ok, cho nên đó là lý do mà Moon chọn sang Úc. New Zealand kế bên Úc thì nó cũng có visa working holiday nữa, mọi người có thể tham khảo. Lý do thứ hai khi mà mình muốn sang Úc đó chính là sau một cái khoảng thời gian đi làm, mình cảm thấy cái con người của mình nó bị ù lì á mọi người. Nó cứ sống trong một cái môi trường quanh quẩn làm về marketing, tại vì nghề của mình là làm marketing. Thì nếu như mình không làm marketing ở Việt Nam nữa thì mình cũng cũng không biết phải làm cái gì để kiếm tiền, cơm áo gạo tiền mỗi ngày để sinh sống. Thì khi mà mình sang Úc á, thì mình được một cái cơ hội trải nghiệm, chính là mình không còn làm marketing nhưng mình vẫn có thể làm những cái việc khác, nhưng mà thu nhập vẫn đủ để mình sống và có thể là saving được một tí. Cho nên là mình nghĩ đây là một cái cơ hội để gọi là mình thoát khỏi cái vùng an toàn, để mà mình xem là bản thân của mình, thứ nhất là có muốn theo đuổi marketing lâu dài hay không, thứ hai nữa là cái cơ hội khi mà mình sang làm những công việc khác thì mình có một cái bức tranh rộng hơn về cái công việc trong tương lai, hoặc là cái bức tranh về cái việc mà cuộc sống thu nhập như thế nào. Đó đó là cái lý do thứ hai mà mình quyết định sang đây. Lý do thứ ba đó chính là mình muốn trau dồi cái tiếng Anh, đặc biệt là cái việc mà phản xạ trong giao tiếp. Tại vì cái mục tiêu mà trau dồi tiếng Anh của mình thì mình cũng đã thực hiện mỗi ngày từng bước bằng cách là mình chọn làm việc cho công ty có làm việc với môi trường nước ngoài,
hoặc là mình học MBA cho mình tiếng Anh anyway, nhưng mà mình cảm thấy là mình cũng không có tiến bộ được nhiều á mọi người. Cho nên là khi mà mình sống, mình nghĩ là mình sống trong một cái môi trường mà người ta sử dụng cái ngôn ngữ đó để mà giao tiếp á, thì mình sẽ học hỏi được nhiều hơn. Thì đó là lý do thứ ba mình sang đây. Ok rồi, có những cái tiếp theo là có những cái mâu thuẫn gì, gọi là có những cái băn khoăn trăn trở gì khi mà mình quyết định như vậy hay không, trước khi mình qua đây hay không? Thì thật sự là cũng có. Thứ nhất là mình đi thì công việc của mình, có thể nếu mình sang đây 1-2 năm thì có thể mình bị gap 1 đến 2 năm đó mọi người. Thì cái background của mình nó có bị ảnh hưởng hay không, nó cũng một điều của mình cũng lo lắng. Nhưng mà anyway thì mình nghĩ là đối với marketing á, thì người ta cần nhiều về cái năng lực, cái trải nghiệm, cái mindset hơn là cái những thứ mà mình viết ở trong CV. Nên là mình nghĩ nếu mà mình đi 1-2 năm gap year thì nó cũng không thành vấn đề. Trong 1-2 năm gap year đó thì khi mà công việc mình đã ổn định, ok, mình vẫn có thể làm remote, làm marketing online bình thường nếu mà mình muốn tiếp tục theo con đường marketing. Cái thứ hai nữa là về vấn đề gia đình và người thân. Mình là một cái người sống gọi là ưu tiên gia đình lên trên hết. Thì cũng mình cảm thấy cái thời điểm này thích hợp, tại vì ba mẹ cũng có sức khỏe, ở nhà cũng có một số người chăm sóc cho ba mẹ, mẹ cũng có sức khỏe, thì mình tranh thủ khoảng thời điểm này để mà mình đi. Còn cái việc mà lo lắng sức khỏe cho ba mẹ có vấn đề gì thì mình nghĩ đó là vấn đề mình không thể kiểm soát được. Cho nên cái việc băn khoăn đó thì mình không giải quyết được, cho nên là mình nghĩ chắc cũng không sao. Cái thứ ba mình băn khoăn đó là về vấn đề sức khỏe của mình khi mà mình sống một cái môi trường mới, tại vì ở Việt Nam thì mình cũng rất là yếu về sức khỏe rồi đó. Nhưng mà mình phải phải cố gắng thôi, mình phải đánh đổi và mình phải phải cố gắng để giữ gìn sức khỏe của mình nếu mà mình muốn mà sống và trải nghiệm. Nên cái vấn đề băn khoăn đó mình cũng bỏ qua luôn. Vấn đề tiếp theo là vấn đề tiền bạc tài chính khi mình qua đây. Thì trước khi đi mình cũng có tham khảo về cái chi phí sống ở đây khoảng 1 tháng là như thế nào, thì mình cũng có chuẩn bị backup khoảng 1-2 tháng sống ở đây nếu như mà mình không có việc đó. Thì cho nên là vấn đề này mình ok, có thể giải quyết được cho qua sau khi rất là nhiều băn khoăn. Nhưng mà những cái vấn đề đó thì có những vấn đề mình không giải quyết được, có những vấn đề mình giải quyết được, cho nên là cuối cùng mình quyết định đi. Rồi tiếp theo là khi mà qua đây mình mình sống ở bên đây cũng mình đi ngày 8 tháng 3 thì chắc là cũng hơn 1 tháng rưỡi rồi. Thì qua đây thì cuộc sống và thích nghi như thế nào, những cái trải nghiệm cuộc sống thích nghi như thế nào, thì mình nghĩ là để mà dễ dàng thích nghi ở một cái đất nước mới, một cái môi trường mới, thì chắc là mình phải có sự chuẩn bị trước khi qua đây đó mọi người. Chuẩn bị thứ nhất là khi mà trước khi mình qua đây á, là mình chọn cái khu vực nào mà có bạn bè và người thân của mình ở gần và mình đi với họ cái giai đoạn đó, trong những cái thời gian đầu để mình quen với cuộc sống, quen con người, quen cách ăn ở đi đứng, quen cách sinh hoạt, quen cách giao tiếp đó. Thì rất may mắn cho mình là mình có dì ở bên cái khu vực Tây Úc và cũng có bạn ở bên này. Nên khi mình qua những cái ngày đầu tiên thì mình được bạn bè và người thân support rất là nhiều. Sau đó thì mình đi làm cái tháng đầu tiên với bạn của mình, thì cũng làm cho người Việt Nam, thì nó giao thoa giữa giữa cái người Việt Nam họ sẽ chỉ dạy cho mình những cái mới ở đây như thế nào,
và mình cũng có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài, thì cũng có một cái tháng để mình quen nhận với cái nhịp làm việc ở bên này và cái cách giao tiếp này nọ, thì mình thấy khá là may mắn. Tiếp theo nữa là mình, cái hành trình mình sẽ đi một mình để mình làm những công việc gia hạn, thì mình nghĩ là trước khi qua đây với cái visa 4 số 2 thì các bạn nên kết nối với một số cái bạn Việt Nam mà làm ở khu vực mà mình muốn qua, để mà mình có thể hỏi về nhà cửa, về công việc về nọ. Mình nghĩ là nên có sự chuẩn bị, đặc biệt là mình phải chuẩn bị về tiếng Anh một xíu, về giao tiếp, về trình bày, về diễn đạt, hoặc là về cái cách mà nếu như mình không biết nói chuyện như thế nào thì mình sẽ dùng cái cách nào để mình giao tiếp. Ví dụ như mình vừa trên lay, hoặc là mình nhờ bạn bè, hoặc là mình nhờ người khác, hoặc là những cái gì đó. Nói chung là phải có sự chuẩn bị ha, chứ gọi là xách ba lô lên mà đi thì nó sẽ nhiều thứ vỡ òa hơn, mình nghĩ là như vậy. Ok, có nhiều thứ mình muốn chia sẻ, ví dụ như là cách tìm việc làm như thế nào, cách chuẩn bị như thế nào, nhưng mà thật sự là mình chưa muốn chia sẻ về cái topic này, tại vì mình qua đây có 1 tháng mấy mà mình cũng trầy trật để đi tìm việc làm, rồi cũng phải nhờ nhiều mối quan hệ thì mới có được việc làm, cho nên là mình khi mà mình cảm thấy mình đủ cái gọi là mình đủ cái trải nghiệm hoặc mình đủ cái thông tin gì đó thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái topic là cái cách cách tìm việc làm như thế nào đó, nên là mọi người có hỏi là mình qua đây mình làm cái gì thì mình sẽ chưa chia sẻ trong cái video này, nhưng mà mình sẽ chia sẻ là mình không làm marketing ở bên này nữa, tại vì ở bên này là thứ nhất là mình không phải là người bản địa ở đây, mà làm marketing thì dĩ nhiên là mọi người biết rồi, phải gọi là local culture ở đây. Thứ hai nữa là cái visa của mình nó là nó không phải là long term, cho nên là người ta cũng rất là hạn chế để tuyển làm những công việc office, nên là tất cả những kinh nghiệm ở Việt Nam coi như là mình qua đây mình là con số không, mình phải chấp nhận cái điều đó và mình phải bắt đầu làm những công việc mà gọi là mới đối với mình. Đó, thì nói về một cái topic về công việc ở đây thì cũng khá là thú vị, thì Bun nghĩ là khoảng 2, 3, 4 tháng nữa nếu mà có dịp thì Bun sẽ làm video chia sẻ với mọi người. Cảm ơn rất là nhiều người đã hỏi thăm và quan tâm đến công việc và cuộc sống của Moon. Thì đây là chiếc video để chia sẻ giống như là có dịp trò chuyện với mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ gửi năng lượng tích cực từ vũ trụ cho Moon để Moon có thể có sức khỏe để làm việc tốt, để có thể gia hạn thêm được 1 năm nữa, có nhiều thời gian trải nghiệm ở bên đây để có những cái câu chuyện mà kể cho mọi người nghe nhiều hơn. Bye bye và chúc mọi người một ngày tốt lành.